chào sư ông. Vâng ạ. Thưa lễ xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Dạ sư ông ơi, thì có một bạn nhờ cô hỏi sư ông là trong năm giới căn bản nhà Phật á, là sát sanh, trộm cắp, tà dâm và nói dối, uống rượu, thì sao Phật lại đem ra giới sát sanh đầu tiên hả sư ông? Cái sát sanh đó gọi là sát giới, mà cái sát giới đó là nó có thể là nó đại khái, nó là nó bao gồm, nó tổng quát vậy lắm. Yeah. Nếu mà mình sát sanh, tất cả con vật gì cũng là sát sanh, cũng là sát sanh cả. Cái con bò cũng đâu thấy nó bự, con voi bự đó mà con giết nó cũng là một sát sanh. Mà cái con tép, con cá xíu gì đó cũng là cái sanh mạng. Một cái con bù bắt, một con muỗi con xíu cũng là một sanh mạng, thì cũng là một sanh mạng. Mà rồi cái con người gì đó cũng là cái sanh mạng. Nhưng mà mình sát sanh tất cả những cái con vật ở trần gian, mình sát sanh nó quen tay là giết người cũng vậy thôi, giết người cũng không ngán nữa, vậy đó. Yeah. Cái mấy cái những người cha mà nó đâm hổn heo cắt cổ bò rồi đó, mấy người cha đó nó giết người cũng như giết kiến, không có ngán đâu. Cô thấy mấy người cha mà họ vui giúp nước làm việc ở trần gian mà kêu bằng bằng giám sát đó, chuyên môn là giết người không đó. Cái lưỡi búa của nó giết bằng cái lưỡi búa chứ nó cái lưỡi đao là quá dễ, lưỡi đao cũng dài, cái thanh đao nó cỡ này giác không nổi nữa. Yeah. Đao nó quơ một cái đường đao chứ không phải mà cầm nó chặt xuống như cô như mà chặt mũi vô mày, nó quơ đao nó lia một cái, nó chém một lần ba cái đầu mà chém lần cái đầu. Yeah. cái đường đao nó gõ gì đó, nhưng mà cái cầm một cái thanh đao nó dài như vậy là rất dễ thôi. Nó hết, bây giờ tôi nói cái búa, cái lưỡi búa nó có bao nhiêu vậy thôi, nó cán bao nhiêu vậy thôi, dù búa mình búa củi với tay búa củi thôi. Yeah. Mà nó bén ghê luôn. Cái bằng nó quơ một cái đường búa như gì, nó quơ cái đường búa một cái gì, nó chém một cái rớt ba cái đầu vậy đó. Cứ bằng nó tài nghệ giỏi như vậy đó. Mà không phải là ai làm giám sát cũng được, chỉ có người có tài và giám sát mới được. Nói coi nó đưa cô làm giám sát không được đâu, cô chém một cái đầu không chừng chưa đứt, mà yeah. Có khi cô chém mà không chừng không chết nữa. Yeah. Bây giờ nè, tôi đưa cô con gà với con vịt đi, cô đưa cô cắt cỏ mà tôi cắt cỏ, tôi cứa một cái nó chết ngắt đi luôn. Còn cô cắt không chết, cô cắt không chết, cắt gà hết máu rồi không chết, cắt cả tô máu không chết, thả gà chạy, con vịt thả kêu cạp cạp. Yeah. Con gà kêu chạy nó la ông sùm. Yeah. Rồi cô chặt cái đầu nó giục đi, còn cái mình không cũng vẫn sống nhặt, nó cũng vẫn bay chạy tùm lum tới la, không có cái đầu, cái mình không vẫn chạy lum sùm. Yeah. Đều không có cái đầu la không được, chạy không được, con gà thì không chết, nó vậy. Rồi á, khi á cái tay mình đẫm máu nó quen rồi, rồi giết người cũng vậy thôi, không có gấm tay, bởi vì mình nói là không sát sanh. Đó là không sát sanh, đó là Phật cứ gọi là đó là cái pháp môn đó gọi là cái lòng từ bi đó là cái tâm từ bi, mà tâm từ bi đó là cái tâm thiện, đó là Phật mới dùng cái từ bi đó là cái gốc, cái người tu là cái chữ từ bi đó là lớn nhất. Yeah. Là quý nhất là cái chữ từ bi. Nó cái chữ từ bi đó là nó bao gồm tất cả hết. Còn nói về cái chuyện mà cái tội là không phải cái tội về sát sanh là lớn nhất. Uống nhất, lớn nhất là cái tội uống rượu. Yeah. Bởi rượu nó không phải là
thanh dược, không phải lợi dược mà nó là độc dược. Yeah. Nó là độc dược. Khi mà cái người chưa uống rượu là một vị anh hùng, mạnh cỡ nào đưa rượu vào cũng chết. Khi mà uống rượu vô rồi, đứng không được, đứng là nó siêu siêu ngã ra cái bịch. Yeah. Hồi chưa uống rượu rất là mạnh, có thể là một vị anh hùng rất mạnh. Có thể mạnh mạnh như rồng, như cọp, mạnh như hổ. Mà khi mà uống rồi, rồi một cái điểm nữa là uống rượu, khi uống rượu biết hết, biết người thân, biết bạn bè, người bạn quý cỡ nào đi nữa, biết cha mẹ vợ con anh em biết tất cả, có cái tình thương rất là quý, rất cao cả. Khi uống rượu vô rồi không biết gì nữa cả. Yeah. Là cũng như thằng điên vậy đó, cha mẹ cũng vẫn giết, anh em cũng vẫn giết, ai cũng chém cả, bạn bè cũng không trừ, cha mẹ vợ con thì cũng giết cả, gọi là rượu rượu là cái đổ rượu là độc nhất, cái đổ rượu là lớn nhất. Bởi vì một cái vị rượu nào, cái gì rượu nào cũng gì rượu, bản thân cách mấy đi nữa, có mà tình kỳ ghế cái đạo gì đó, bị uống một chút xíu, một muỗng canh là một uống một cái một chút xíu thôi cũng không dám, không muốn uống, cũng là uống rượu. Yeah. Cô thấy mấy người tù chỉ là uống bia thôi, chứ xì đứa cam uống bia thôi. Uống cái tù nó không phải nhậu nha, nhậu là không được, phải không? Yeah. Nhậu là uống nhậu lần cả kết, cái dùng chai, còn chỉ bước qua cho cô một ly, uống một ly, hoặc đưa cô uống cái, cô uống cái thôi, đâu có gì. Còn cái rượu rất là mấy, cái rượu, cái tù rượu là nhất, nó mới nói. Rượu là độc dược chứ không phải là thánh dược, không phải là đi chậu. Nếu chỉ là rượu á, cái người tỉnh uống vô cũng thành cái thằng điên. Yeah. Bởi vậy rượu là độc chất, rượu là độc dược nên xa lánh. Rượu hại anh hùng mất tiếng thanh, rượu sở trào thương hư hại nước, rượu vua trụ phải tan tành, rượu là như thế chịu như danh. Có cái gì tốt gì hay đâu. Yeah. Còn mấy cái thằng ham ăn ham uống, bởi vì nó khoái rượu quá đi, nó khoái rượu, uống rượu rồi à, uống rượu rồi bây giờ nó đi giữa lộ nó xe cán chết không sợ. Yeah. Chưa uống rượu vô thì ông và vợ gặp ông vợ rất là kính nể. Yeah. Kêu bằng cha. Yeah. Khi mà uống rượu vô rồi, ông và vợ ông nhậu uống, kêu con uống, kêu bà ông có cái tấm lòng thương, ông có cái tình nghĩa với cái con rể mình, con thương uống với ông, uống với ông hồi sai mẹ không còn biết gì. Ông vợ kêu mày tao. Yeah. Tao ly mày ly. Yeah. Hồi mới là uống con ly chàng ly. Yeah. Hồi uống hồi sai mẹ đi rồi đâu biết nữa, tao ly mày ly. Ông và vợ kêu bằng mi, bà vợ kêu con quý già thảo lẻo. Không coi là cái gì cả. Dạ. Bởi vì cái vì rượu mà ra hết sư không? Rượu là bởi rượu nha. Cô phải biết nó có một cái sức mạnh phi thường, phải biết. Rượu á nó độc là tại men. Dạ. Rượu mà không có men á thì cô làm gì đó thành rượu. Dạ. Cái giống gì cũng là men cả. À, cô nấu gạo, cô nấu rượu gạo cũng là men, mà rượu nếp cũng là men. Rượu kêu bằng nó nấu bằng bo bằng gạo bi, cái gì cũng bằng men cả, cái gì cũng bằng men cả. Rồi đủ thứ là ổi nó cũng làm rượu đó. Yeah. Nho này nó cũng làm rượu đó. Yeah. Cái mình uống nho đó rồi á. Cái men rất độc. Khi mà cơm mà gạo của mình nấu cơm chín rồi, đãi ra chiếc chiếu, chiếc đệm gì đó, nó banh một lớp mỏng cái đồng men. Men có cái người làm men, chuyên môn làm men. Yeah. Bán để cho người ta mua, người ta nấu rượu. Yeah. Nó dắt men lớp bằng cái bánh cam cam này, nó khoai đắng. Men là một vị thuốc, đó là vị thuốc bắc. Yeah. Mua thuốc bắc về nó cà, nó tán ra, nó làm men đó. Nhiều vị thuốc bắc nó hợp nó thành men rồi á. Rồi nó mới rải ra, khi mày nguội đó, men nó mới cà như bột vậy đó. Cà như bột mình khoảnh vậy đó.
cái bột bánh lì cái nó mới rắc đều ở trên đó. Còn một cái nữa là quý quái nữa là không ai biết. Vô bột cũng biết đọc như nào. Vô bột mà người ta uống một chút vô là chết ngay. Yeah. Đứt ruột mà chết. Yeah. Nó rắc vô bột kêu bằng cả chén nha. Yeah. Nó rắc ba cái đó rồi không? Là nó rắc vô bột lên. Bạn chưa biết không? Nó lấy rượu. Rượu gạo lấy có 6 lít mà uống chưa có đủ độ nữa, còn lắm nhất. Mà nó lấy 10 lít. Yeah. Bởi vì nó lên rượu. Nó lên rượu là cái vô bột á. Yeah. Vô bột nó rắc vô là nó lên rượu là rượu rất mạnh. Là mạnh cái gì? Cồn uống rượu vô mà nóng thiệt là nóng. Yeah. Đó là vô bột. Hét thật là hét là vô bột. Đó. Cay thật là cay là vô bột. Bằng đạo không có phải bụng nhậu, bằng đạo biết hết trơn cả. Yeah. Kêu bằng rượu có nhiều tính chất. Rượu cay, rượu đắng, rượu nóng, rượu hét, rượu hôi, rượu chua, rượu lạc. Đủ hết. Cái gì mà đâu biết cả. Yeah. Giờ này mưa cho nên âm thanh nó hơi khó nghe hả sư ông? Tiếng mưa hả sư ông? Mưa gì nói gì mà khỏi ông vừa bự ông vừa ầm luôn. Yeah. Bắt đầu cỡ từ 1 giờ tới chiều là bắt đầu tới tới giờ ông làm việc. Dạ tại vì lý do trời mưa cho nên khó nghe thì video đến đây thi liệu xin kết thúc. Hồi sáng giờ là ông ngưng á, là vì ông làm một chập rồi.